chẳng hạn giống như là đĩa năng lượng này, ống nước năng lượng này, ống hút năng lượng này, hoặc là bộ vai di chuyển này, đó, mặt dây chuyền năng lượng này. Các anh chị có thể, có một số anh chị có thể lần đây hôm nay là ngày đầu tiên biết tới về những sản phẩm về năng lượng, và Vũ cũng chia sẻ cho các anh chị một thông tin, đó là các anh chị cũng đã biết rằng là mấy chục năm về trước á, từ xưa giờ á, khi người ta nói tới cái việc mà chăm sóc sức khỏe thì người ta sẽ nghĩ tới là cái gì ạ? Ta nghĩ sẽ tới những thuốc, đúng không? Thuốc Tây, thuốc Nam. Nhưng mà trước đây chưa có thuốc Tây á, thì người ta sử dụng thuốc Nam, thuốc Bắc, đúng không ạ? Nhưng sau này có một cuộc cách mạng nổ ra, đó là gì ạ? Cuộc cách mạng thuốc Tây, đúng không ạ? Cứ cầm gì là cứ ra thuốc Tây, cầm gì ra thuốc Tây. Nhưng mà các anh chị có biết rằng 10 năm đổ lại đây người ta có một cuộc cách mạng gì không ạ? Đó là cuộc cách mạng về những sản phẩm về dinh dưỡng, đúng không các anh chị? Nói uống dinh dưỡng vô đi là khỏe, uống dinh dưỡng vô là khỏe, được chưa? Nhưng mà xin thưa các anh chị rằng là thế kỷ 21 này người ta mới phát hiện ra. Thực ra là người ta nghiên cứu mấy chục năm rồi, và đến hôm nay người ta phát hiện ra và người ta đưa cái công nghệ gọi là công nghệ nano ứng dụng vào trong đời sống của mình. Đó là tạo ra những sản phẩm năng lượng sinh học, nó trùng với cái năng lượng sinh học trong cơ thể con người mình. Nếu mình sử dụng những sản phẩm này thì mình có thể là tăng cường thêm mức năng lượng của mình để mình khỏe hơn mỗi ngày. Các anh chị nha, đây là một cuộc cách mạng mới trong việc chăm sóc sức khỏe bằng năng lượng. Các anh chị có thể đọc báo, tivi, đài, các anh chị nghe nói một số người đã truyền năng lượng cho người kia đang ốm, đang yếu, truyền vô người đó cảm thấy nó khỏe hơn, được không ạ các anh chị? Thì đây là một số cái dòng sản phẩm, và công ty QNET là một trong những công ty đang phân phối những cái sản phẩm mà về công nghệ mà tạo ra năng lượng này là mạnh nhất thế giới các anh chị ha. Thì đến từ Đức, Thụy Sĩ và Malaysia. Và dòng sản phẩm thứ hai đó là máy lọc nước công nghệ nano, xuất công nghệ của Nhật, thiết bị thì của Đức và được lắp ráp tại Hàn Quốc. Ba nước cộng lại mới ra được cái máy lọc nước này. Máy này rất là gọn nhẹ và rất là đẹp, và máy này đặc biệt các anh chị không cần phải cắm điện, không cần phải cắm điện, các anh chị chỉ cần cắm vô và nó ra nước cho các chị uống rất là ngon, và đảm bảo được 100% là được virus vi khuẩn các anh chị ha. Cái dòng sản thứ ba đó là dầu ô liu tinh khiết chiết xuất từ lá, xuất xứ từ Úc. Trên thế giới có khoảng 13 rừng ô liu, và rừng ô liu lớn nhất thế giới đó là ở Úc. Và cái chất lượng á, cái chất lượng, cái hàm lượng mà chống oxy hóa này rồi của dầu ô liu xuất xứ từ Úc á là tốt nhất thế giới đó. Và các anh chị biết rằng dầu ô liu á là mình đi ra ngoài đâu mình cũng nghe thấy, đúng không ạ? Các chị có thể mua ở siêu thị các nơi, thì dầu ô liu này tốt hơn dầu ô liu trong siêu thị của các chị mua đó là khoảng 40 lần nha các chị. Và chất chống oxy hóa của dầu ô liu này là gấp 500% so với các loại siêu trái cây khác trên thị trường, đã giống như là trái băng cụt này, trái acai này, trái nhầu này, trái noni này, rồi trái noni đó, hoặc là trái me quy đó, là cái sản phẩm dầu lưu này tốt gấp 500% về cái chất chống oxy hóa. Rồi, thêm một dòng sản phẩm nữa đó là Nutricai tăng sinh lực. Sản phẩm này xuất xứ từ Malaysia. Chiết xuất từ một cái loại quả hướng thiên, cái quả này nó hướng lên trên trời á, nó mọc ở cái quần đảo Solomon. Cái quả này á nó rất là đắng mà nên không có cái con gì ăn được hết á. Và người ta chiết xuất nó, và khi mà dùng cho cả nam và cả nữ, những người nào mà muốn cần tăng năng lực á, hoặc là sinh lực đồ á, thì có thể là uống cái sản phẩm này rất là khỏe. Rồi dòng sản phẩm thứ năm đó là mỹ phẩm Physio Radiancy đến xuất xứ từ Pháp. Cái bộ mỹ phẩm này này nó có ba chức năng chính. Một, nó là cung cấp dinh dưỡng cho da, để lấy từ một cái loại tảo nâu ở dưới đáy đại dương ở Nhật Bản đó các anh chị. Các anh chị biết rằng ở Nhật Bản có những cái quần đảo mà ở đó người ta sống rất là lâu, tại vì ở khu vực đó ta lấy tảo người ta ăn thường xuyên, nó cung cấp được rất là nhiều chất dinh dưỡng. Thì công ty có công nghệ là chiết xuất từ cái tảo nâu đó vào trong bộ mỹ phẩm này. Thì khi mà bôi lên da thì nó cung cấp chất dinh dưỡng, đồng thời cái tính năng thứ hai là nó chống oxy hóa rất là cao. Và cái thứ ba nữa rằng là trong bộ mỹ phẩm này có hai chai được công ty cung cấp năng lượng vô trong đó, và khi các chị bôi lên các chị cảm thấy nó khỏe hơn, đẹp hơn và tươi trẻ hơn.
Bồi phẩm này, công nghệ của Pháp, sản xuất tại Pháp, dành cho cả nam và cả nữ, đặc biệt không gây ra dị ứng. Các anh chị ha, và tất cả các loại da trên thế giới này đều xài được bồi phẩm này. Rồi, sản phẩm thứ 6 đó là năng lượng thể thao Veloci, xuất xứ từ Thụy Sĩ. Khi mà các anh chị nghe tới đây, các anh chị sẽ thấy ô công ty này có nhiều sản phẩm quá, đúng không các anh chị? Và đến từ nhiều nơi. Và nếu mà các anh chị tập trung á, các anh chị sẽ biết được rằng á, ngày hôm nay có thể là túi tiền mình chưa có, hoặc là đã có rồi, hoặc là mình chưa có nhu cầu xài những sản phẩm tốt á. Nhưng mà nếu các anh chị nghe kỹ á, thì các anh chị sẽ biết được một thông tin rất là hay. Tức là sau này các anh chị có tiền, các anh chị có nhu cầu, các anh chị chỉ cần đến Qnet thôi. Và Qnet sẽ mang những sản phẩm tốt nhất đến từ nhiều nơi trên thế giới đưa về cho các anh chị. Các anh chị nào yếu mà, ví dụ giống một lát cũng sẽ chia sẻ phần này thêm, nhưng mà bây giờ cũng sẽ nói về cái sản phẩm năng lượng thể thao Veloci trước cho các anh chị nắm. Thì hiện nay nhu cầu của con người mình đó, gần giống như là các anh chị thấy rằng là các môn thể thao bây giờ phát triển rất là mạnh, đúng không anh chị? Đúng không? Nhà nhà người người đều đi tập thể dục thể thao, nhưng mà vì lý do họ làm việc mệt mỏi hàng ngày rồi, nhưng họ tối họ không được chơi môn thể thao họ ưa thích. Thì khi mà một người mà đeo một trong những ba cái sản phẩm này thì làm cho cái người đó cân bằng lại cái mức năng lượng trong cơ thể. Các chị em, thì đây là một tay vận động viên rất là nổi tiếng ở châu Á, top 50 thế giới về chơi golf và top thứ 3 châu Á, học trai người Thái. Sản phẩm thứ 7 đó là thiết bị và dịch vụ viễn thông. Sản phẩm này xuất xứ từ Anh, London. Đây là những cái thiết bị, rồi dịch vụ phần mềm giúp cho những cái cá nhân, những doanh nghiệp hoặc là một cái du học sinh nào đó mà liên lạc quốc tế tiết giảm được 50-85% cước phí gọi quốc tế nha các anh chị. Cái dòng sản phẩm này. Rồi dòng sản phẩm thứ 8 đó là dinh dưỡng cung cấp chất xơ, giảm cân, xuất xứ từ Malaysia, có thương hiệu là Feverfit. Sản phẩm thứ 9 đó là gieo bạc sinh học công nghệ nano, xuất xứ từ Mỹ. Cái dòng sản phẩm này rất là đặc biệt. Mỗi buổi sáng trước khi các anh chị đi làm, các anh chị chỉ cần bôi lên tay một chút xíu, hoặc là bôi những cái chỗ nào mà người khác hay đụng chạm mình đó. Các anh chị ha, thì trong vòng 6 phút nếu mà các anh chị nắm vào mà đụng cái virus vi khuẩn đó, thì trong vòng 6 phút thôi là bạc nano này sẽ diệt sạch. Các anh chị nắm nha. Từ nãy giờ có một cái cửa, các anh chị nhớ nha, ở đây có khoảng tầm 60 người, có một cái cửa thôi, không biết là của ai đâu, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị nghĩ trong một cái building giống như là Paxson hoặc là Vincom đi, cái việc mà lây của người này qua người khác thì bác sĩ họ nói rằng là 75% và các cái loại bệnh mà gây ra cơ thể cho mình là chiếm hết không qua lòng bàn tay. Và cái sản phẩm này công nghệ của Mỹ, sản xuất tại Mỹ, rất là tuyệt vời. Dòng sản phẩm thứ 10 đó là trang sức đồng hồ cao cấp xuất xứ từ Đức và Thụy Sĩ. Đây là cái bộ trang sức gồm có là dây chuyền này, bông tai này, lắc này, những đồng tiền, những bộ sưu tập. Và cái sản phẩm nữa đó là đồng hồ Thụy Sĩ. Và sản phẩm thứ 11 đó là bộ trang sức Umeja nghệ thuật, lấy từ những cái ý tưởng từ thiên nhiên tạo ra những cái bộ trang sức rất là đẹp. Sản phẩm thứ 12 đó là bộ trang sức năng lượng tinh thể đá Himalayan. Có một số anh chị hay xài đá vách hổ, đá vách mèo, đá đủ thứ loại đá đúng không ạ? Và xin thưa các anh chị là loại đá này là loại đá tốt nhất trên thế giới. Cái loại đá này lấy từ cái dãy núi đá Himalayan. Cái dãy núi đá Himalayan này có hơn 200 triệu năm trên thế giới này. Các anh chị ạ. Và người ta lấy ở độ cao 3.000m so với mực nước biển, và người ta tìm những cái tinh thể của nó và người ta đưa về, người ta mài giũa theo cái cấu của kim cương và ta kết hợp với phần trắng đó, kim cương đó, để tạo ra cái bộ trang sức này. Khi mà các chị đeo những sản phẩm này, thứ nhất đó là vừa làm đẹp, cái thứ hai nữa là nó làm cho cái việc mà cung cấp thêm một cái nguồn năng lượng tự nhiên để làm cho cái người đó thêm dồi dào, thêm khỏe mạnh thêm. Rồi các chị ha. Sản phẩm thứ 13 đó là du lịch và nghỉ dưỡng. Thì hiện nay công ty có hơn liên kết được hơn 2.000 khu resort ở trên 120 quốc gia. Và xin thông báo các anh chị luôn, hiện nay là chính thức khoảng tầm 5 ngày vừa rồi là công ty vừa mới tung ra một cái dịch vụ mà các anh chị có thể đặt phòng được ở 135.000 khách sạn trên khắp thế giới tại công ty đây.
Các anh chị hàng 135.000 khách sạn trên khắp thế giới có thể đặt tại cái thương hiệu của công ty Kimdev. Sản phẩm thứ 14 đó là giáo dục và đào tạo, xuất xứ từ Học viện Thụy Sĩ. Đây là một học viện rất là nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Các anh chị không cần phải bay tới Thụy Sĩ, con em các anh chị không cần phải bay tới Thụy Sĩ. Nhưng mà nếu mà muốn cần thêm kiến thức đồ các cái, các anh chị có thể ngồi tại nhà, các anh chị sử dụng laptop hoặc iPad. Các chị ngồi tại nhà, các chị đăng ký chương trình học. Có một số chương trình là học để lấy kiến thức cơ, nhưng có rất là nhiều chương trình học để lấy chứng chỉ của Thụy Sĩ. Cái chứng chỉ này các anh chị có thể là phục vụ, có nghĩa là hợp lệ trên toàn cầu luôn các anh chị ha. Thì khi mà các chị học xong những cái này thì các chị sẽ có giấy chứng nhận này, được chưa? Rất là tuyệt vời đấy các anh chị. Và sản phẩm thứ 15 đó là dinh dưỡng, rồi kem bôi, thiết bị quản lý trọng lượng, xuất xứ từ Pháp. Đây một cái dòng sản phẩm mới vừa ra trong năm nay. Đó thực ra là mới ra trong tháng này. Rồi các anh chị thấy cái thương hiệu đó là Insect. Đó là một cái đai cuốn và có gel, có cái kem bôi tan nổ bột, xuất xứ từ Pháp. Các anh chị ha, công nghệ của Pháp, xuất xứ tại Pháp. Và thêm một cái sản phẩm mới nữa, đó là máy lọc nước không khí. Thì cái này ghi chữ là chuẩn bị xuất xưởng. Đây là một cái máy lọc không khí. Các anh chị nhớ là trong đời sống của mình đã cần những cái yếu tố, chẳng hạn giống như là mình ăn uống đúng không ạ, thì mình có thêm sức khỏe. Thêm một cái là gì các anh chị, đó là các anh chị uống nước đúng không ạ. Và cái thứ ba đó là hít thở. Và ô nhiễm môi trường này, trong cái phòng của mình này, ẩm thấp này, virus vi khuẩn này, lung tung này đúng không ạ. Các anh chị chỉ cần đặt cái máy này để trong một cái văn phòng của mình, cái phòng ngủ của mình hoặc cái nhà của mình, thì nó hút không khí vô chạy qua. Thì ở trong này nó có những cái tấm lớp màng nano, nó diệt lại được những con virus đó và chặn lại những con virus vi khuẩn đó, đảm bảo tới 99.9% độ tinh khiết của không khí. Các anh chị ha, sản phẩm này chuẩn bị xuất xưởng. Trên thế giới thì chưa ra đâu. Khi nào xuất xưởng thì khi nào các anh chị có thể liên hệ với cái người giới thiệu các anh chị. Đến đây các anh chị sẽ biết thêm về sản phẩm mới này, rất là đặc biệt. Và đây là một số cái hình và vũ trục ở những cái gian hàng trưng bày các cái dòng sản phẩm các anh chị thấy. Đây những cái gian hàng trưng bày các dòng sản phẩm. Đây những cái gian hàng. Rồi, các anh chị có ý kiến về vấn đề các dòng sản phẩm này không ạ? Bây giờ là Vũ đã chia sẻ cho các anh chị là hai thông tin. Một là thông tin về công ty Qnet. Thứ hai đó là thông tin về những cái dòng sản phẩm của Qnet.